Không biết bây giờ cháu có thể giúp được gì cho cô chú. Trước mắt thì cháu cứ tiếp tục lừa Ta Quy, để nó nghĩ cháu vẫn là cô giúp việc. Anh thấy em đáng thương quá. Em không đáng bị đối xử như thế. Em yên tâm, trên đời này vẫn còn một người hợp với em và chờ đợi em. Đấy chính là anh. Anh thấy ghen tị với Athit, cậu ấy có thể làm những gì mình muốn. Thế thì bây giờ anh đang muốn gì? Muốn làm nhiều thứ lắm. Giả sử bây giờ anh không giúp mẹ anh kinh doanh thì anh muốn làm gì?